hoàng đế tinh quân quân tông hoàng đế tinh quân quân hiệu ông đệ nhị thiên thần giáng sinh. Thank you.
Thank you.
quan quan về truyền cho các quan tả văn hữu võ được ban lão đàn người truyền quân bộ đôi hàng thiên binh bát mã mà kéo ra lệnh truyền thiên đội đoàn quan đoàn bây giờ ai chắc ra tay mạch 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 mạch
luận võ thuật ai dám sánh so bằng tài, so bằng tài chúng chinh chinh ai đang xích đằng đằng nghỉ cho chi lành lành xa uy xanh xanh ông lớn dậy vang khắp vùng. Vì tương tư vì phần lành lành xa xa tích tích xin.
dòng nhan khai quang thập cờ diệu quang miên chiếu thập phương nga tức tăng cung giảng kim phục hoàng thượng thánh chúa tiên trung vương ca la thần giá âm từ bi mân chúng sinh cô ngã kim đình lệ dòng nhan thập cờ diệu quang miên pha chữ tiên tôn Thank you.
Thương đồng ban dấu cứu dân dân chịu.
chân. Ai có tà ông chụp chúng ta ra. Dù ai hoàng hoàng dù ai vân vân hà hà chữ qua câu qua đi vân vân đà đấy ta đã không. Nông phạt vô mặt mặt ai mà nhầm lối chuyên tha. Hay là cách trở gian hà cầm cơ chỉ núi đà để ta đã không. Đêm ngày giữ việc thủy cùng đôi lây lây chung chung hộ cho sinh nhân. Dưới he cá chim mơ bay về.
mặt tươi tốt, tóc bay xanh vừa dài, phân phân nhị hồng tô điểm ngàn da. Bye.
Bye.
sang bờ chiều soi bên bên người đẹp nếu
ngự đồng bài bóng sắp năm biển đi gần xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
sai tứ phủ tùy tòng chiêu dung công nghi chúa đồng cứu dân ta trong nghĩa thân linh địa giữa nước uy trời ba độ lửa bao y dung nghi Đức mê ân 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 ân
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng lòng ta nhìn sông mới xa xa quân quân tôi họp đi ta tháng ngày ngày chồng ta ban cho thiệt tốt ruột dày đi đi ở cửa
Sóng 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 só
Sắm sắm bông hoa
xuôi đồi núi bao la sương mờ ngàn ngàn thương đồng lan giá về đây à ngàn xanh về đây cao dốc cao càng cao dốc càng cao rồi đi xuống thank you.
mới bảo nhau những giờ giờ nhìn đến thờ suối lục phát